Khánh Thi cho con gái Úc Lisa lên sóng. Dân tình trộm vía vì quá đáng yêu. Khánh Thi vừa chia sẻ cận cảnh cuộc sống bên con gái Lisa và dân tình không ngớt lời khen ngợi vì sự đáng yêu của cô bé. Video được đăng vào ngày 14 tháng 11 với tiêu đề Hợp tác để mẹ quen clip xíu. Trong đó Khánh Thi và con gái đã tạo ra những khoảnh khắc đáng yêu khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi. Có người nhận xét rằng Lisa giống hệt ba có người trầm trồ vì sự nhanh lớn của cô bé và không thiếu những lời khen ngợi về sự đáng yêu của Lisa. Hồi giữa tháng 9 năm 2023, Khánh ti phan hiển cùng gia đình vui mừng chào đón thành viên nhỏ thứ ba. Tuy nhiên gần đây, nữ hoàng Sport đã trở lại với công việc livestream bán hàng, nhưng gây lo lắng khi thường xuyên chia sẻ những bài viết đầy tâm trạng. Vào tối ngày 5 tháng 10, Khánh Thi thừa nhận cô đang trải qua trầm cảm sau những vấn đề từ khi mang bầu đến khi sinh. Khánh Thi chia sẻ, khi mang bầu, mọi người có thể ăn ngon và tăng cân, nhưng mình lại stress vì ăn không ngon. Sau khi sinh, mình vẫn cảm thấy stress, dẫn đến trầm cảm. Cô cũng tiết lộ rằng mỗi ngày cô không biết phải ăn gì và không có cảm giác muốn ăn, dẫn đến tâm trạng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều phụ nữ sau sinh đã bày tỏ sự đồng cảm với Khánh Thi và mong muốn mẹ bỉm nên chú ý đến sức khỏe của mình để có thể chăm sóc tốt hơn cho các con. Họ hiểu rằng việc trải qua những vấn đề tâm lý sau sinh là điều không hề dễ dàng khánh ti cũng tiết lộ rằng cô từng nghĩ đến những điều tiêu cực trong quá trình mang thai và sinh em bé thứ ba cô chia sẻ sau khi sinh em bé tôi thường lo lắng về việc chăm sóc em bé sống trong không gian hạn chế và lo lắng về sức khỏe của mình đó là thời kỳ mà tôi quan sát được cảm giác trầm cảm của mình có những lúc tôi suy nghĩ rất tiêu cực tuy nhiên tôi nhớ rằng những suy nghĩ tiêu cực đó có thể là dấu hiệu của trầm cảm và tôi đã tự nhủ mình phải làm gì đó để vui vẻ lên thoát khỏi cảm giác trầm cảm đó